Chào các bạn học sinh thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 thường, cùng nhau giải sách bài tập Mai Lan Hương Màu Hồng, bài số 8, bài cuối cùng trong chương trình học kỳ 1 phần B, At the Post Office, ở Bưu điện. Bài số 1, sắp xếp các chữ cái thành từ đúng. Bài này chúng ta có 8 câu. Câu đầu tiên sẽ là letter, letter là thư. Câu số 2 sẽ là parents, parents là bố mẹ. Câu số 3 là stamp. Stamp không có chữ sờ nha. Chữ sờ là số nhiều. Stamp là con tem. Envelope. Envelope là phong bì, cái bì thư đó. Envelope. Envelope. Câu tiếp theo sẽ là chance. Chance là thay đổi. Rồi, câu số 6 là pencil. Pencil là bản qua thư. Câu số 7 là cut. Cut là cái tấm thiệp. À, rồi tấm thẻ á. Đây này là từ friend. Friend là bạn bè. Xuống bài 2 la mã, chúng ta điền những cái từ trong khung và những chỗ trống. Local là địa phương, bản địa địa phương. Postcard là tấm thiệp. Thiệp á. Overseas là hải ngoại, nước ngoài này. Phone card là thẻ điện thoại. Receive là nhận. Nhận được thư từ hay nhận được quà cáp gì đó. Mail là gửi thư. Bây giờ chúng ta có câu 1. Tôi muốn gửi một lá thư. Chúng ta hãy đi tới bưu điện. Bởi vì ở đây có từ lá thư, cho nên chúng ta phải tìm một từ liên quan, một cái động từ. Đó là gửi thư, là mail. Câu số 2. Hoa luôn luôn mua những con tem ở địa phương để gửi thư tới Huế. Gửi thư tới Huế thì mua tem địa phương thôi. Ở đây chúng ta sẽ từ local. Rồi, Peter là một học sinh hải ngoại, học sinh nước ngoài ở Việt Nam. Ở đây chúng ta sẽ điền overseas. Rồi, bởi vì sao? Bởi vì chữ ẩn sẽ cộng với một trong năm nguyên âm. Mà trên đây không có từ nào bắt đầu bằng, ngoài cái từ overseas, không có từ nào bắt đầu bằng năm nguyên âm uể oải nữa. Cho nên ở đây chúng ta phải chọn overseas. Và dịch về nghĩa thì phải chọn từ hải ngoại, nước ngoài nha. Câu số 4. Nga luôn luôn nhận được những món quà sinh nhật và từ những người bạn, từ người bạn tốt nhất của cô ấy. Ở đây sẽ là một cái động từ có sờ đằng sau, bởi vì Nga là chủ ngữ số ít. Trong cái đám này chỉ có cái từ receive có sờ đằng sau là động từ và mail là động từ thôi. Mà từ mail thì viết ở câu 1 rồi, ở đây chúng ta phải xài cái từ receive. Rồi, câu số 5, bạn có thể sử dụng một cái thẻ điện thoại để gọi điện thoại. Ở đây liên quan đến phone thì ở đây phải là phone card. Cô ấy gửi cho mẹ cô ấy một cái tấm thiệp từ nhà về nhà thờ. Rồi, đọc và đặt dấu nhấn trọng âm của các từ sau. Đối với các bạn học sinh lớp 7 thì đây là một dạng bài tập hoàn toàn mới. Dấu nhấn trọng âm là gì? Đó là một cái từ chúng ta sẽ có cái vần chúng ta nhấn mạnh hơn, chúng ta đọc mạnh hơn những cái vần khác. Ví dụ như holiday, chúng ta sẽ đọc mạnh hơn cái âm o, holiday. Cho nên ở đây gọi là nhấn âm đầu đó. Oversee, nhấn âm sau này. Oversee, direction, nhấn âm 2. Regularly là nhấn âm 1. Local, nhấn âm 1. All together, nhấn âm 3. Souvenir, nhấn âm 3. Envelope, envelope là nhấn âm 1. America, nhấn âm 1. Thousand nhấn âm 1, America nhấn âm 2 chứ. Thousand nhấn âm 1. Vacation, vacation là nhấn âm 2. Rồi, chúng ta qua bài số 4. Viết câu theo từ gợi ý, dùng cấu trúc subject cộng với dùng cấu trúc là chủ ngữ đó, cộng với good life, cộng với true infinity hoặc một danh từ. Viết rút gọn nếu có thể là viết tắt. Rồi, chúng ta lưu ý đằng sau good life. Good life có nghĩa là thích. Good life có nghĩa là thích và viết tắt là phải the line đó. Đằng sau good life như thế này. Chúng ta có good life. Nếu đằng sau good life là một động từ thường thì các bạn phải có chu cộng động từ thường. Nếu là một danh từ thì các bạn có thể xài an hoặc xài some nha. Số nhiều xài some, hoặc danh được không đếm được thì xài some. Còn danh từ đếm được số ít thì xài hoặc ẩn. Bây giờ chúng ta cùng làm. Ví dụ này, tôi muốn cái gì thì cứ tôi muốn gửi lá thư này tới nước Mỹ. Ở đây send là động từ thường thì chúng ta phải thêm chu ở đây.
Tommy muốn một cái salad vuốt và một ly sữa. Ở đây, đây là danh từ, chúng ta không có xài chu ở đây. Rồi, câu này, Mai muốn bread, bánh mì và trứng, and quên mất bread này, and egg for breakfast, cho bữa sáng. Chúng ta phải thêm giới từ for vào, for breakfast. Rồi, câu tiếp theo, Nam like, ở đây buy là động từ thường, chúng ta phải to buy a new phone card, một cái thẻ điện thoại mới. Thằng của mẹ lắm, mệt quá, cứ làm cái đi. Hoa muốn một vài con tem. Hoa like some local stamp. Rồi, câu số 4. They like orange juice. Rồi, she like to, bởi vì borrow là động từ thường, chúng ta phải thêm to vào. Some English book. Rồi, câu tiếp theo. Please like to, đây động từ thường và sẽ chưa mail. Postcard to her friend, tới người bạn của cô ấy. Rồi, câu tiếp theo. Câu 7 này, câu 8 này. Chúng tôi muốn, we like a packet of tea, có nghĩa là tôi muốn một túi trà. Rồi, I like to tell you about my family. Rồi, chúng ta qua bài số 5, đặt câu hỏi và viết câu trả lời về giá tiền. Các bạn lưu ý, chúng ta hỏi giá tiền, các bạn nhớ hỏi là how much nhé. Có thể là y, có thể là a, sau đó cũng danh từ, nhớ chưa? Số ít thì gọi là, thì chúng ta xài động từ to be y, danh từ số nhiều thì chúng ta xài động từ to be a. Bây giờ, ví dụ như thế này, how much is this book? It's 20,000 đồng. How much are these books? They are 28,000 đồng. Thì chúng cũng là How much gì? Số nhiều này phải A D envelope. Envelope. Và trả lời số nhiều, trả lời đây a 5,000 đồng, 5,000 đồng, 1,000 đồng. Câu tiếp theo, đừng có nghỉ tối, không có thể xịt mũi luôn. How much is the picture, bức tranh này giá bao nhiêu tiền? Tối xịt. Chúng ta sẽ trả lời là is 64, 64 sẽ là 60 gạch nối này, 4 này, 1,000 đồng. 1,000 là 3 số 0 là ngàn đó. Đồng là tiền Việt Nam. Rồi, câu tiếp theo. How much is this postcard? Postcard. Và số ít chúng ta trả lời là is y. Số 12 là 12,000 đồng. Chúng ta viết sang chữ đó. 1,000 đồng. Rồi, câu số 4 là gì? Số ít, how much is, how much, số nhiều về hai cái. A local stamp and an envelope. Và số nhiều, hai cái là số nhiều, chúng ta nhớ trả lời là đây a cộng với giá tiền 1,500 là 1,500 đồng. 1,500 đồng. Rồi, số 5 này, số nhiều này,
How much are those sandwiches? Số nhiều nha, đọc là sandwiches. Và trả lời là đây. A là viết đầy đủ và viết tắt. Bên trên như thế này là viết tắt nè. Như thế này là viết đầy đủ nha. 8,000 sẽ là 8,000. 8,000. And 500. 500 đồng. Rồi câu số 6. How much is the phone card? Is the phone card? Và chúng ta trả lời is it 50,000 đồng. Rồi câu số 7 nè. Số ít nha. How much is a pass of paper? Và chúng ta trả lời là is 15,000 đồng. 15,000 đồng. Rồi. 3 hộp sô cô la là số nhiều. Chúng ta phải A. How much 3 boxes of chocolate? Và số nhiều chúng ta nhớ trả lời là đây A. 75 sẽ là đừng con 70,000 đồng. Rồi chúng ta xuống bài số 6. Bài số 6 là điền các giới từ thích hợp vào chỗ trống nha. Rồi bên trái bên phải các bạn có hai cách xài, đó là to the left of hoặc là on the left of. Rồi câu số 1 rất dễ. Câu số 2, bạn có thể chỉ cho tôi con đường tới siêu thị hay không? Ở đây sẽ xài to. Can you show me the way to the supermarket? Nhớ xài to ở đây. Câu số 3, Nga và Hoa thì đang ở bưu điện. Chúng ta sẽ xài giới từ in. Họ viết cho nhau một tháng một lần. Ở đây sẽ là to, to each other. Câu số 5, câu số 5 là gì? I usually buy a phone card at the post office. Tôi luôn luôn mua cái thẻ điện thoại ở bưu điện. Rồi, tiếp theo, tôi muốn một vài con tem cho lá thư hải ngoại này, thư nước ngoài nha. Hãy, bây giờ chúng ta thấy try là bên trái, bên phải, chúng ta sẽ on. Và in front phải đi với up. Rồi, Hoa có một người bạn có thư ở nước Mỹ, ở đây chúng ta sẽ ghi là from America. Và vì thế cô ta muốn gửi thư tới nước Mỹ chúng ta sẽ chủ. Rồi, xuống bài dưới là sắp xếp các câu sau thành một đoạn hội thoại hợp lý. Các bạn lưu ý, câu đầu tiên sẽ là good morning, chào buổi sáng, thưa ngài, tôi có thể giúp gì cho ngài, can I help you? Thì chào buổi sáng thì người kia cũng phải chào buổi sáng, ở đây sẽ là câu good morning. I like to send this parcel to Spain. Tôi muốn gửi cái gói này, gói hàng này tới Tây Ban Nha. Thì người ta sẽ bảo tiếp theo là đây, nằm chỗ này nha. Câu số 3, bạn ngài muốn, ông muốn gửi nó, ông muốn gửi nó như thế nào? Trời ơi là trời, chắc mình quá thôi. Rồi câu số 4, hỏi giá tiền này. Xong câu số 5 là nói tiền, nói đến tiền này. Xong rồi câu số 6. Câu 6 là nhiều tiền quá này. Tôi sẽ gửi theo đường bình thường nè. Đó. Rồi, xong rồi ông bảo là 7 pound, còn gì nữa không? Không đâu gì nữa đâu mẹ. Rồi, đây 7 nè. Xong rồi ông cần gì nữa không? Xong ông bảo có này. Xong rồi chín này. Rồi xong rồi
10 nè. Ok. Và hẹn gặp lại các bạn trong bài Test for Unit 8.